Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và lôi cuốn có tên Ái tình như mộng của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bầu trời đêm mây đen mù mịt Chắc là sắp chuyển đến cơn mưa to đẫm nước Con đường này hàng đêm vẫn đông xe cổ ra vào tấp nập Cũng bởi đây là một chốn tập trung những điểm ăn chơi sang hoa Bậc nhất ở thành phố này Cung đường dài với hai dãy ba cùng nhà hàng tiệc rượu khắp mọi nơi Chỗ nào cũng đặc biệt đông đúc Vì đơn giản dân ở đây chiếm đa số Đều là con cháu nhà đại gia Là tài phiệt thứ thiệt ở trước một quán ba lớn. Bên ngoài là một dãy những chiếc xe ôm công nghệ lẫn truyền thống. Ở chỗ nào mà không có kẻ nghèo người giàu. Người giàu ở bên trong chơi nhảy bay lắc, kẻ nghèo đậu xe máy bên ngoài kiên nhẫn đợi thời cơ kiếm vài đồng bạc lẻ. Ê, hôm qua cậu kiếm được nhiều không? Tối qua tôi may mắn chở được cậu ấm kia, say lắm rồi, mắt mở cũng không lên. Ngồi đằng sau mà tôi thiếu điều phải nịch cậu ta lại ngang bụng, cũng may là cậu ta còn nhớ địa chỉ nhà Đến nơi tôi nói 100 Cậu ta không ngần ngại Đưa tôi tận 500 Mấy cậu biết rồi đó Không phải tôi tham Nhưng tôi không có tiền thối lại thật Xong cậu ta rúi vào túi tôi Rồi đi thẳng vào nhà Không cần thối lại luôn Cậu thanh niên bên cạnh nghe xong liền bật cười ơi vậy là chú trúng mánh rồi Rồi sao tối qua chú có mua gì ngon ngon Về nhấm nháp không Nhấm nháp gì đâu cậu Vợ tôi bệnh được nhiều đó tiền tôi mừng quá nên chạy đi mua thuốc uống rồi thuốc bổ cho vợ tôi liền phần còn lại tôi đổ xăng sáng nay mua ít đồ ăn bổ bổ một chút cho bà ấy ăn còn nhiều cho bà ấy cất luôn rồi vợ chú đúng là có phước gặp được chú thì cũng không biết đã tu được mấy đời mấy kiếp nữa chú xe ôm lại cười hiền chú gãi đầu vì ngại chú hay như thế mỗi lần ai khen được vài câu là lại ngại Người đàn ông này chắc lúc còn trẻ đã được rất nhiều cô gái yêu mến. Tính tình chú hiền lương lại chu đáo thế cơ mà. Lúc này chú lại nhìn sang một cô gái nhỏ nhắn. Cô đang khoác lên mình bộ quần áo của hãng xe ôm công nghệ. Ngồi trên xe dò tìm khách hàng rồi hỏi han. Này con gái, từ tối đến giờ đã chạy được quốc nào chưa? Mà thấy sầu não vậy con. Cô gái mang vẻ đẹp kiêu xa. Nhưng lại như nhánh hoa hồng đầy gai nhọn bén ngót cô lãnh đạm với tất cả người xung quanh mình Nhưng lại luôn nồng nhiệt với những người biết chân tình Dạ thưa chú Không biết sao hôm nay điện thoại con chập chờn quá Rớt mạng mãi thôi Chắc là sắp hết dung lượng rồi nên vậy Ừ thôi không sao Trời cũng chưa khuya lắm Cứ đợi ở đây thêm một chút nữa coi sao Ở đây cậu ấm với tiểu thư đi chơi đêm nhiều lắm Nhiều người thích đi một mình chứ không cần tài xế đi theo Nhậu rồi lại không dám lái xe nên chúng ta ở đây một mặt là kiếm tiền mặt khác là giúp họ đó con dạ con cũng mong chút nữa có khách cảm ơn chúng ờ chỗ này có mình con là con gái chạy xe ôm thôi nên chú phải hỏi thăm ai nói gì nói chứ chú thấy con là dũng cảm nhất thời buổi này mà có mấy đứa con gái được như con đâu dạ chúng cô trả lời ngắn gọn rồi cười trừ một cái Đúng, cả cái khu này chỉ có duy nhất một cô gái chạy xe ôm chính là cô. Nhiều người bảo sao cô không chọn một công việc khác ít mưa nắng hơn. Dù gì cô cũng tốt nghiệp hết cấp 3 rồi còn gì. Thế nhưng đâu ai biết được một hoàn cảnh éo le mà cô phải gánh gồng. Ai mà không muốn mình có được một công việc nhàn hạ hơn, nhưng đa số những công việc đó đều đòi hỏi về thời gian rất gò bó cô thì không thể chôn chân suốt một ngày làm việc nên chỉ có thể chọn nghề lái xe ôm này. Mấy lúc nhà có việc thì cứ tắt áp một cái là chạy ngay về nhà liền. Mái nhà đó của cô còn có một mẹ già đang bạo bệnh, còn một cô em gái đang học đại học năm ba. Cô hiện tại không hề sống cho riêng bản thân mình. Cô sống để bảo bọc cho mẹ và em gái. Bên trong ba viễn vọng, Trịnh Nam Du đang ngồi chiếm trệ trên khu vực bàn bíp. Ly rượu trên tay anh không có dấu hiệu ngơi nghỉ. Vị khách hàng có danh tiếng nhưng lại thích mấy chốn ăn chơi xa đọa, có vẻ vô cùng thích thú với nơi này. Nam Du, cậu đúng là biết làm cũng biết hưởng thụ, mấy chỗ vui vẻ thế này mà cậu cũng biết tôi phải nể cậu đấy. Nam Du cười mỉm, thái độ mang theo nét lạnh lùng. Chỉ cần anh thích là được. Thích chứ, quy mô hoạt động hoành tráng, trang bị toàn rượu ngon hiếm đắt tiền, không gian huyền ảo, âm thanh chất lượng. này, còn mấy cô bồi bàn cũng không tồi nữa nhỉ? ở đây mỹ nữ quả thật không thiếu. anh muốn tôi có thể sắp xếp một vài người tới phục vụ. đối diện với ý tốt của anh, vị đối tác tôi dương này chỉ tỏ ra điểm thích thú nhưng lại cười trừ. ai lại không thích cái đẹp? nhưng mà tôi cũng biết giữ mình lắm. Gái đẹp ở mấy chỗ này chỉ để nhìn chứ không để chạm. Cũng giống hoa hồng vậy. Có gai chạm vào thì dỉ máu. Mà ai biết phấn trên thân của nó có độc hại gì không? Nhỡ đầu nhất thời ham mê sắc vóc của nó. Mà để mình chịu thiệt thì không nên đúng không? Nam Du cười thận trọng. Anh nâng ly tỏ ý muốn uống tiếp. Vậy thì uống thôi. Hoa thơm cỏ lạ. Dùng mắt thưởng thức là được rồi. Tô Dương cũng khí thế nâng ly lên, sau đó cụm nhẹ rồi nốc cạn. Trong giới thương trường này, ngoại trừ Trịnh Nam Du, nổi tiếng là một người tài ba gia, thì tên Tô Dương này cũng dạng danh không kém. Anh ta được mọi người biết đến với cái danh sợ chết. Trong mọi cuộc giao dịch, mọi mối quan hệ xã giao anh ta đều sàng lọc rất kỹ. Dù đồng óc có thông minh thế nào, anh ta cũng sợ người ghét bỏ, sợ kẻ đầu độc anh ta kỹ tính đến nỗi, ở nhà cũng sắp xếp riêng một đội ngũ bác sĩ có tiếng, chỉ để chăm lo cho việc ăn uống hàng ngày, kiểm tra và tầm soát sức khỏe hàng tuần. Hai người đàn ông nán lại thêm một chút, đến khi uống gần hết chai rượu trên bàn mới chịu rời đi. Hợp đồng ký kết thuận lợi, Nam Du ân cần tiễn Tô Dương ra xe. Tài xế cậu chưa đến à? Tô Dương ngồi vào xe nhưng vẫn thấy anh đứng đó. Anh ta nhìn quanh một lượt rồi cất giọng hỏi Han. Nam Du cười mỉm, tặng lại cho anh ta một thái độ không thể xã giao hơn rồi nói: "Tôi không tuyển tài xế, hàng ngày vẫn là trợ lý Kim luôn lái xe, nhưng mà mấy bữa tiệc thế này là ngoài giờ, tôi để cậu ấy về nhà lo gia đình rồi." Tô Dương cười xòa, "Cậu đúng là ông sếp rất có tâm, vậy cậu để mình say mà lái xe à? Cảnh sát không thích điều đó đâu đấy. Anh cứ về trước." tôi thuê tài xế đến lái. À, dịch vụ này xem ra cũng hiện hành nhỉ. Vậy thôi tôi đi trước, cậu về cẩn thận. Nam Du gật đầu chào, xe tô dương cũng vụt chạy đi mất. Thật ra anh cũng đã say đến tít mắt rồi. Bước chân đi còn không vững. Lúc còn đối tác thì gắng gượng đi cho thẳng hàng. Lúc chỉ còn một mình thì lại lảo đảo, thụt lùi tìm điểm tựa lưng. Chiếc áo vest được anh vắt lên tay, cổ áo khẽ gỡ hai cái cúc chật trội, cà vạt bị mở ra nhét vào túi. Tay cầm chiếc điện thoại lên mạng tìm tài xế chạy xe thuê. Lúc tìm được số điện thoại, anh nhấn gọi rồi áp lên tai. Tôi cần một tài xế đến vị trí. Dạ, alo, là chỗ nào vậy anh? Đúng lúc này, cạnh bên anh lại xảy ra vụ lời qua tiếng lại của hai cô gái. Tầm chú ý của anh lại chuyển sang chỗ họ, nên tạm thời im lặng mặc dù vẫn còn đang trong cuộc gọi. Cái gì? Từ đây đến địa chỉ này mà tận 150 á? Cô chạy xe ôm hay điên cướp vậy? Không phải đâu. Giá này là hệ thống hiển thị lên khi tôi nhập địa chỉ cần đến. Tôi chạy xe ôm công nghệ. Mọi việc thu chi đều do hệ thống tính toán rồi ra giá mà. Bây giờ mấy cái thể loại giả danh xe ôm công nghệ nhiều lắm. Tôi thấy phụ nữ mà đi làm nghề này như cô chắc là loại lừa đảo kiếm trác rồi thôi tôi hủy chuyến không đi với cô nữa cô gái xe ôm này không ai khác chính là diệu nhi trông chờ từ đầu hôm đến giờ mới có một chuyến xe nào ngờ lại gặp phải một cô tiểu thư giỏm này mặc cả thì không ai bằng miệng mồm thì chua ngoa không ai sánh đúng là cô cần khách nhưng thể diện cũng cần không kém cạnh này tôi đã làm gì cô mà cô đòi hủy chuyến đừng nghĩ tôi trèo kéo nếu việc hủy chuyến của cô không liên quan đến chuyện đánh giá của hệ thống dành cho tôi Thì còn lâu tôi mới thuyết phục cô nhé Cô thích mặc cả không? Trông ăn mặc cũng có chút sảnh điệu Người cũng toát ra mùi của dân giàu có Mà lại đòi giảm giá một quốc xe ôm Đã vậy còn không chịu nói lý lẽ Cô ta bị bắt bẻ Ngay lúc có đông người qua lại Nên giận quá hóa thẹn Mặt ửng lên đỏ bừng bừng Còn chừng mang phùng má lên Muốn cãi tay đôi Cái con nhỏ này mày dám ăn nói với khách vậy hả mày ảo tưởng là mày có quyền dạy tao à có cần tao tát vài cái cho mày tỉnh không tôi chỉ nói lý lẽ còn cô ăn nói ngang tàn thì tôi cũng hết cách người ta cũng có hoàn cảnh cũng có cái khó riêng của mình mới phải ra ngoài bươn trải làm như ai cũng tốt số được bảo bọc đến bây giờ còn xài tiền của ba mẹ như cô vậy cô không đi thì thôi không cần cô hủy chuyến cái này tự tôi làm được xem như tôi xui đi mở hàng lại gặp ngay cái loại người đi cô Xem ra cuộc to tiếng của hai cô gái vẫn chưa chịu dứt. Nam Du bỗng có chút hứng thú với cái dáng vẻ không sợ ai của cô gái xe ôm này. Nên nhếch mép một cái. Mà lúc này tiếng của đối phương bên trong điện thoại anh vẫn vang lên đều đặn. Alo, anh còn ở đó không? Cho tôi biết địa chỉ chỗ anh đi. Tôi cho tài xế đến đó ngay thưa anh. Thôi khỏi, tôi không cần nữa. Nói rồi anh dứt khoát tắt máy rồi nhét lại vào túi đôi chân dài đi vài ba bước đến chỗ cô, rồi tự đội nón bảo hiểm lên đầu, đồng thời cũng ngồi sau xe Diệu Nhi. Đi thôi, tôi đặt chuyến xe này. Thấy Diệu Nhi còn bỡ ngỡ, anh lại ghé sát tay cô rồi phì phà vài câu. Cô ta là con gái cưng của một lão già lắm quyền thế. Cô còn gân cổ lên cãi nữa thì tôi không chắc ngày mai, nhà cô vẫn còn có nóc đâu. Anh nói rồi ngồi thẳng lại, nét mặt cũng có phần đắc ý vì hình như đã dọa được cô rồi. Diệu Nhi cũng không ngu, khó khăn lắm mới có được thời cơ để có tiền, lại còn được chọc tức bà điên kia, nên nhướng mày nhìn vị khách chướng khí. Thấy chưa, tôi ở hiền thì gặp lành thôi, tôi hủy chuyến của cô rồi, giờ tôi đưa khách khác đi đây, tạm biệt nha, bà cô giả thối, lêu lêu. Ơ, ờ, ơ, mày, mày. Chiếc xe cô phóng vội rời khỏi đó, để lại sau lưng là một bầu trời đen kịt đang phủ lên người con ả lắm lời kia. Chuyến này không cần biết cô kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần chọc điên được một người, quá xem nhẹ người khác là cô thấy vui rồi. Cô chở anh đi một đoạn, tầm vừa đủ xa khỏi quán bar thì dừng xe. Cô rất tỉnh táo rồi nhanh nhảu bước xuống xe, thao nón bảo hiểm của anh xuống, trong ánh nhìn vẫn chưa hiểu vấn đề của Nam Du. Cô làm gì vậy? Cô cúi đầu cảm ơn anh rồi sẵn sàng Cảm ơn anh vừa rồi đã giải vây giúp tôi Chỗ này đã đủ xa Để cô ta không nhìn thấy rồi Để tôi gọi tài xế chạy thuê đến đưa anh về Sao cô biết tôi cần tài xế chạy thuê Tôi đậu xe ở đây Cũng gần một năm rồi Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp anh Lần nào anh say xỉn xong Đều sẽ thuê tài xế đến lái xe đưa anh về Lần này chắc vì anh cũng thấy cô ta quá đáng Nên mới muốn giúp tôi Tôi cảm ơn anh lần nữa để tôi kêu tài xế cho anh. Cô vội nói ra một chàng, sau đó lấy điện thoại bấm ra vài thao tác. Nam Du cười thầm một cái, rồi gạt đi điện thoại trong tay cô. Có khách mà cô không muốn chạy à? Chẳng phải vừa nãy cô đấu tranh như thế chỉ vì quốc xe này thôi sao? Khác chứ, lúc đó là do cô ta quá đáng, còn anh thì chưa đi xe ôm thế này. Vậy thì đúng rồi, hôm nay tôi cũng muốn thử một lần đi xe ôm, lên xe đi, đưa nón cho tôi. Quốc xe này tôi đi. Anh lấy nón bảo hiểm lại rồi tự mang lên đầu. Cô có chút khựng lại nhưng thôi kệ. Có khách còn hơn không? Cô lên xe không quên nhập hành trình mới lên hệ thống rồi lái xe đi. Đoạn đường về nhà anh cũng xa, tầm hơn 8 km. Để lấp đi khoảng không gian im ắng này, anh không ngại bắt chuyện với cô. Cô làm nghề này lâu chưa? Cũng lâu rồi. Sao lại chọn nghề cực khổ này? tôi thấy hình thể gương mặt cô cũng ổn có thể làm nhân viên bán hàng đấy vì hoàn cảnh thôi chạy xe ôm cũng tốt được đi đây đó vẫn tốt hơn ở một chỗ mà ừ nhà cô ở đâu anh đang tán tỉnh tôi à sao hỏi nhiều thế hỏi nhiều là tán tỉnh đương nhiên vậy im lặng im lặng là vàng tôi đang tập trung chạy xe mà anh hỏi mãi có muốn cùng xuống cống nếm mùi không vậy cô lái đi nam du chợt cười cô gái này tính cách đúng là quái đàn. Mấy cô gái khác còn cầu mong cho anh bắt chuyện còn không được nữa. Đằng này cô có vinh hạnh đó lại còn bắt bẻ chê nhiều. Anh im lặng ngồi sau xe cô trong bộ sáng của khách đi xe ôm đúng điệu. Một thân tây lịch lãm, chiếc áo vest còn vắt võng trên tay. Hình ảnh một người đàn ông đang toát trên mình một vẻ quyền quý. Lại nép sang một cô gái nhỏ nhắn đầy nét bụi trần, khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn đi được một lúc cũng đến trước cổng nhà anh. Cô đã từng đưa rất nhiều người trong giới nhà giàu về nhà. Những căn biệt thự xa hoa đến thế nào, cô cũng không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng mà căn nhà này của anh sao lại giống như một tòa cung điện, chứ không phải đơn giản là một dạng nhà ở. Diện tích rộng lớn, kiến trúc nguy nga, ngoại thất lộng lẫy, mấy từ này là để diễn đạt cho ngôi biệt thự của anh. Đây là 500, không cần thối lại. Diệu Nhi không nhận tiền liền, Cô dò lại giá cước trên bảng thông tin Rồi lấy đúng số tiền thối còn dư lại dối vào tay anh Sau đó mới lấy tiền Tôi gửi lại cho anh tiền dư tôi không nhận đâu Tổng cộng của anh hết 175 Tôi gửi lại cho anh 325 là sòng phẳng nhé Chào anh tôi về À trả lại tôi cái nón cảm ơn Cô nhận lại nón bảo hiểm Sau đó phóng xe đi mất Nam Du nhìn mớ tiền dư trên tay Mà lại cong môi lên một đường Đúng lúc này bên trong có người ra mở cửa. Hai người giúp việc cùng hai người đàn ông có vẻ là bảo vệ an ninh của căn nhà này ra kính cẩn cúi đầu chào. Cậu chủ, cậu đi gì về vậy? Sao không gọi người đến đón? Nam Du vừa thả lòng cơ mặt với cô đó thì bây giờ đã nghiêm nghị trở lại. Mấy chuyện nhỏ này tôi lo được. Bà nội ngủ chưa? Dạ bà chưa ngủ. Bà nói muốn chờ cậu chủ về mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ được để tôi lên đó gặp bà nội. Dạ, vậy để tôi lên đó pha nước chở cậu tắm. Nói rồi anh đưa áo vest cho người giúp việc, sau đó tiến thẳng vào trong nhà. Trong căn biệt thự rộng lớn này, vậy mà chỉ có duy nhất một mình bà nội và anh sống cùng nhau. Ba mẹ anh vì một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng mà qua đời hơn 10 năm trước. Vậy cho nên anh một mình phụng dưỡng bà nội cũng đơn thân độc mã điều hành công ty mà ba mẹ đã để lại cho mình phát triển vững mạnh đến ngày hôm nay. Diệu Nhi định quay xe đến chỗ cũ đợi thêm vài quốc xe, vậy mà mới đi chưa được bao xa thì lại có điện thoại. Chị nghe đây, bên kia là giọng nói của một cô gái đang sụt sùi khóc. Chị hai ơi, em đang đi chơi với bạn trai, nhưng mà lúc này em mới phát hiện anh ấy có quan hệ ngoài luồng với cô gái khác em bây giờ chỉ biết núp ở một xó như bọn họ cử chỉ thân mật mà không biết làm gì em ước lắm nhưng em lại sợ không nói lại người ta chị cũng biết tính em hễ tức giận lên là không nói được gì mà chị hai đang ở đâu vậy có thể đến đây với em được không lại có chuyện đó nữa à chẳng phải chị đã nói với em bây giờ phải lo học không được yêu đương gì sao em biết em có lỗi xấu chị xấu cả mẹ để quen anh ấy là sai nhưng mà bây giờ thế nào thì cũng đã lỡ rồi Chị giúp em được không chị hai? Diệu Nhi hy sinh thanh xuân của mình để đi làm lo cho em gái ăn học, lo cho mẹ già bệnh tật ốm đau. Cô không mong mỏi em gái mình có thể gồng bớt gánh nặng trong nhà. Cô chỉ muốn nó chuyên tâm học hành, sau này còn được nhờ tấm thân, nên luôn dặn đi dặn lại, không được qua lại trai gái với ai. Sự việc lần này cô nghe qua thì rất nóng giận, nhưng mà nghe tiếng em gái mình đang khóc đó vì uất ức, mà cô cũng không chịu được chuyện này về nhà chị sẽ tính với em sau còn bây giờ em đang ở đâu vậy mau gửi vị trí qua cho chị dạ dạ em gửi qua cho chị liền chị tranh thủ tới nha chị hai nhanh đi diệu nhi cúp máy đợi thêm mấy mươi giây nữa thì nhận được vị trí của diệu linh chỗ này cách nơi cô đang đứng cũng không xa nóng lòng em gái đang ấm ức nên cô phóng nhanh như bay đến đó ngay đến trước cửa quán cô nhìn quanh cũng không thấy em gái đâu cô gọi điện cho diệu linh sau khi nghe tiếng em gái cô mới thấy yên tâm em ở đâu vậy chị đang ở trước quán em đang ở ngay lối vào nhà vệ sinh chị không cần vào tìm em chị có thấy đôi trai gái đang ngồi ngay bàn trước lối ra vào không nhìn từ hướng chị thì là bên phải đó ừ thấy nhưng sao em nói có hẹn với cậu ta mà lúc này lại ngồi với con khác là sao Chỗ này là quán quen em và anh ấy hay gặp mặt nhau. Hôm nay anh ấy có tiết học, em cũng không hỏi là khi nào ra, cho nên mới đến trước, sau đó hẹn anh ấy ra gặp sau. Nhưng mà lúc đến quán em lại nhận được tin nhắn của anh ấy là tối nay có học nhóm, cho nên em cũng không nói là mình đang ở đây. Lý nước cũng đã lỡ kêu ra rồi. Em định ngồi đây uống xong, nhắn tin cho anh ấy một hồi rồi đi về cũng được. Nhưng mà sau khi em đi vệ sinh ra thì lại thấy tình cảnh đó. Giờ này quán cũng sắp đóng cửa rồi Mà hai người họ còn quấn quýt với nhau như thế đó Em thật không tin nổi vào mắt mình luôn chị hai ơi Khốn khiếp thật Đàn ông trên đời này đúng là không tin được ai hết Em không thấy hình ảnh của mẹ hay sao Mà còn dễ dàng tin vào tình yêu như thế hả Ở yên đó chờ chị Về nhà rồi chị sẽ không tha cho em đâu Cộng ta tên gì Dạ Minh Hoàng Cô nóng giận tắt máy dùng mấy giây để suy nghĩ xem cách ứng phó với kẻ mặt dày như bọn thích bắt cá hai tay. Sau đó cô điều chỉnh cảm xúc lại bằng một vẻ buồn bã rồi đi lại ngồi xuống ghế đối diện hai người họ. Thì ra là anh ở đây, anh muốn tránh mặt em đến bao giờ nữa hả? Minh Hoàng đăng tay trong tay cùng cô gái lạ, bỗng nhiên có người đến nói chuyện như kiểu đau thương lắm nên có chút hoang mang. Cô, cô là ai? Có phải nhận nhầm người rồi không? Diệu Nhi dừng dừng Minh Hoàng anh nói vậy là sao? Chẳng phải anh nói sẽ nói chuyện với ba mẹ để tính chuyện của chúng ta sao? Cái thai trong bụng em đã ngày một lớn rồi. Tin tức của ba nó thì ngày một lặn mất tâm. Mấy ngày nay em cũng không tìm gặp anh được. Anh biểu em phải làm sao đây? Cô gái bên cạnh cậu ta bắt đầu trừng mắt. Đôi tay ấy cũng buông ra khỏi tay cậu ta rồi phụng phịu. Minh Hoàng bị đổ oan đương nhiên tức tối. Cậu ta xoa tay ủi an cô bạn gái ấy rồi gằn giọng. Này, ăn có thể ăn bậy, chứ không thể nói bậy được đâu. Tôi không quen biết cô, cô mau tránh ra đi, nếu không thì đừng trách tôi. Diệu Nhi dùng chiêu cuối để chốt lại câu chuyện. Cô ôm mặt khóc thành tiếng, vô tình lại gây nên sự chú ý xung quanh. Anh nỡ đối xử với em vậy sao? Em đã cố gắng bỏ ngoài tay hết những sự việc mà anh đã làm gây ra tổn thương đến em. Em biết anh không những có mối quan hệ mập mờ với cô gái đang ngồi bên cạnh, mà còn đang qua lại tình cảm với con bé diệu linh nữa em biết hết đấy nhưng mà em vẫn âm thầm cam chịu bởi vì con của chúng ta minh hoàng không lẽ anh không muốn chịu trách nhiệm với mẹ con em sao thôi được rồi nếu vậy thì em không làm phiền hai người nữa trời cũng đã tối lắm rồi vì cái thai này vì không ai chăm sóc mà em còn phải chạy xe ôm kiếm tiền để lo cho nó anh thấy không giờ này mà tay chân em còn lấm lem bụi bặm nhưng thôi nếu nói nữa thì anh sẽ nghĩ em muốn lấy lòng thương hại từ anh thôi thì hôm nay em đã rõ được ý anh em không cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình nữa em tự lo cho con chúng ta được mà chào anh em về cô vừa nói vừa khóc thút thít như đang chịu oan ức dữ lắm vừa dứt câu là cô cũng đi khỏi chỗ đó mặc kệ cho tên minh hoàng khốn kiếp kia phải bối rối đứng ngồi không yên chiêu này không mới nhưng mà lúc nào cũng hiệu nghiệm nếu cô nghe không lầm thì cô gái đang ngồi bên cạnh cậu ta đang không ngớt lời mắng chửi. Lúc cô quay nhìn lại, còn thấy cậu ta bị con cọp cái đó đánh đấm một trận ra trò. Vậy cũng hay, cho chừa cái tội treo ong gẹo bướm, đàn ông không trung thủy thì chỉ có thế mới vừa lòng thiên hạ. Diệu Linh bị cô kéo ra xe rồi trở về nhà. Suốt dọc đường đi, cô cũng không nói lời nào vì biết mình đang nổi nóng. Nếu cố nói chuyện thì e là sẽ nói ra mấy câu không hay có câu có những câu mà người nói cảm thấy bình thường, nhưng người nghe lại thấy tổn thương sâu sắc. Đúng, đó chính là ý này. Về đến nhà, Diệu Linh cũng sợ bị mắng nên lầm lũi đi vào trong. Cô biết em gái mình nhát gan, thích làm liều, nhưng lại sợ bị giày la nên nhiều khi cũng bất lực lắm. Ôi mẹ ơi! Cô vừa dắt xe vào sát vách nhà thì nghe tiếng Diệu Linh hét lên hoảng hốt Cô ném vội cái nón bảo hiểm lên yên xe rồi chạy vào sau. Sao vậy Linh? Mẹ làm sao? Diệu Linh rưng rưng, tay nâng đầu bà Tâm lên lay nhẹ. Em cũng không biết, lúc nãy em vào đã thấy mẹ nằm nửa trên nửa dưới rồi. Chị hai coi mẹ làm sao vậy nè. Diệu Nhi ngồi xuống bên cạnh, cô giúp em gái đỡ lấy mẹ rồi cố bình tĩnh. Mẹ, mẹ sao vậy? Con về rồi nè mẹ, mẹ có nghe con nói không? Bà Tâm với khuôn mặt giả cỗi, dù tuổi chưa bước sang lục tuần từng nếp nhăn chảy xệ bởi cái ốm người đột ngột vì bạo bệnh bấy lâu nay miếng da mỏng sánh nơi mí mắt nhão nhẹt khuôn miệng móm mép nhợt nhạt khẽ lai động mẹ nghe mà nghe được tiếng bà diệu linh thở phào nhưng lại bật khóc mẹ làm con giật mình chết mất mẹ làm gì vậy giờ này sao mẹ không ngủ đi mẹ định đi đâu nữa mẹ khát quá mẹ khát hả để con lấy nước cho mẹ Diệu Linh nhanh nhào đến cây bàn giữa nhà rót ra một ly nước cho mẹ mình. Diệu Nhi thấy vậy không những không thấy thương mà còn giận em mình hơn một chút. Ngôi nhà sập sệ chỉ có ba mẹ con. Cô phải bận bịu kiếm tiền lo cho em gái ăn học, lo tiền thuốc men cho mẹ. Cô chỉ dám yêu cầu em gái. Ngoài chuyện học ra thì nhớ để mắt đến mẹ một chút. Vậy mà nó mải lo chuyện yêu đương nhăng nhít, bỏ quên mẹ một mình bệnh tật ở nhà. Nó đút cho bà Tâm hớp một vài ngụm nước. Bà vẫn rất mệt nên cô đặt nhẹ nhàng cho bà nằm ngủ tiếp. Thấy bà đã thiêm thiếp. Cô kéo tay Diệu Linh xuống nhà sau. Canh chừng nơi mà bà không nghe thấy được liền mí môi. Em đã thấy tác hại chưa? Nếu chúng ta về trễ nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra em biết không? Diệu Linh cũng biết mình có lỗi nên không dám cãi cọ lại mà chỉ cúi đầu khóc thút thít. Em biết là lỗi của em. Em xin lỗi chị hai mà. Hồi nãy thấy mẹ như vậy em sợ lắm Em sợ mẹ sẽ bỏ hai chúng ta mà đi Chị hai ơi em xin lỗi Mai mốt em không dám như vậy nữa đâu Hôm nay là một bài học đáng giá dành cho em Yêu đừng làm cái gì Trong khi mình còn nhiều thứ khác Cần phải lo lắng nhiều hơn nữa Chị ban ngày đi làm đã mệt lắm rồi Thời gian chăm sóc mẹ càng không có Chị chỉ hy vọng em tan học trở về Thì có thể coi sóc mẹ giúp cho chị thôi Em biết rồi mai mốt em không dám như thế nữa đâu em không bỏ mẹ một mình nữa đâu thấy nó càng nói càng khóc lên tức tuổi nên cô không nói thêm được gì cảnh mẹ quá con cô thế này cô đã quá quen rồi nếu nói đến trách nhiệm thì đâu chỉ riêng một mình diệu linh cô cũng phải được tính một phần trong đó nên nếu trách đưa em này hết thì cô không đành cuối cùng đành phải hạ giọng sau đó nén sự bực tức vào bên trong thôi được rồi Lần này nhớ phải rút kinh nghiệm sâu sắc Để lần sau không tái phạm nữa biết chưa Chẳng Cô vừa nói dứt câu Thì bên trong nhà đã vang lên tiếng đổ vỡ Cả chị em giật mình nhìn vào phía trên nhà Rồi lập tức chạy nhanh vào đó Vừa vào tới lại thấy bà Tâm thở từng đợt khó khăn Tay chân lại quở quạng loạn xạ đến nỗi Cái ly nước vừa để bên cạnh Cũng bị bà làm cho rơi xuống đất vỡ toàn Diệu Linh thấy như thế thì hoảng lắm Nó một tay ôm bà dậy miệng không ngừng gọi mẹ ơi lúc này đến ngay cả cô cũng không kìm được sự hoảng loạn thế nhưng thay vì ôm bà rồi ngồi khóc như đứa em thì cô lại quay lưng sau đó khuỵ một chân xuống đất mau đỡ mẹ lên lưng chị đi chúng ta đưa mẹ tới bệnh viện thôi ờ dạ dạ diệu linh vâng dạ như một kẻ mất hồn đang bị người khác điều khiển nó khó khăn đỡ bà lên lưng cô rốt cuộc thân hình mảnh mai lại già yếu của bà tâm cũng nằm trọn trên tấm lưng nhỏ xíu của đứa con gái ngoan. Hai người không dám chậm trễ, liền đưa bà tới bệnh viện kiểm tra qua tình hình. Ngồi trên dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu, Diệu Linh không ngừng khóc đến nỗi sắp tắt cả tiếng. Diệu Nhi lòng dạ cũng dối bời không kém. Chẳng biết mọi người khi có người nhà đang bệnh phải đưa vào đây chữa trị, sẽ lo lắng điều gì. Còn riêng bản thân cô bây giờ, thứ lo lắng nhất là chuyện tiền bạc. Ai trên đời này dám nói tiền không phải là tất cả. Ai cũng nói sức khỏe và hạnh phúc mới quan trọng. Còn tiền tài vật chất chỉ là vật ngoài thân. Xem tình huống này đi. Sức khỏe mà không có tiền để bồi bổ và chữa trị kịp thời thì liệu có ổn không? Dường như Diệu Linh cũng hiểu được một chút nỗi lòng của cô. Thế cô nhìn vào cửa phòng cấp cứu mà như người mất hồn khiến nó lo lắng lay nhẹ tay cô. Chị hai đang nghĩ gì vậy? có phải chị đang lo kiếm tiền ở đâu để chữa trị cho mẹ phải không cô không xấu đưa em mình mà khẽ gật đầu ừ chúng ta làm gì có nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ căn bệnh tim và thận của mẹ được người đời nói là căn bệnh nhà giàu lần cuối cùng chúng ta đưa mẹ đến đây chữa trị và mua thuốc đến nay chị vẫn chưa trả hết được một nửa số nợ đã vay bây giờ tình hình của mẹ lại trở nặng chị biết đi đâu để vay mượn tiếp đây diệu linh nghe xong liền trầm ngâm đi vài giây một khoảng lặng sau nó lại nói chị hai hay là em đi lấy chồng nha câu nói của nó chợt làm cho cô thức tỉnh vốn sĩ tâm tư đang dối bởi chuyện tiền nong thì lại bị nó chọc tức đến nóng hết mặt em đang nói gì vậy nói lại lần nữa xem nó vẫn bình tĩnh như đã suy nghĩ kỹ lắm rồi em nói em sẽ lấy chồng chị hai cho em lấy chồng nha em bị điên hả lúc nãy mấy lời chị nói ở nhà em xem như gió thoảng qua tai đúng không Chị vừa cấm em không được yêu đương nhăng nhít Xong thì em lại đòi lấy chồng Hay là em nghĩ áp lực lúc này chưa đủ giết chị Cho nên em mới làm cho chị căng thẳng thêm đúng không Nói đến đây nó lại khóc Không phải đâu chị hai Tại vì nhà mình nghèo quá Chúng ta ở đây Không có ai là thân thích Bên ngoại thì mẹ mãi cũng chẳng nói ở đâu Còn sống hay đã chết Ba thì chê bai mẹ con chúng ta bẩn hèn Không xứng Nên đi theo người phụ nữ khác bên nội lại không công nhận chúng ta thì thử hỏi. Trên thế gian này còn ai có thể giúp được chúng ta lúc này nữa? Việc mong có tiền duy nhất bây giờ là lấy chồng không phải sao? Theo em biết nhà anh Minh Hoàng rất giàu có. Nếu bây giờ em đến nói sẽ tha thứ cho anh ấy rồi yêu cầu kết hôn. Sau đó sẽ kêu anh ấy đưa trước một số tiền thì chẳng phải chuyện chữa trị cho mẹ sẽ được giải quyết sao? Dù lý do của con bé cũng chỉ là có ý tốt trong lúc này nhưng mà cô thì hoàn toàn không đồng ý để nó đánh đổi tương lai của mình cô đã bỏ sở hết tương lai phía trước của bản thân rồi nên càng không muốn sau này nó cũng sẽ khổ sở như cô vậy dù em có nói thế nào thì chị cũng không đồng ý tương lai của em còn rất sáng đường đời của em cũng còn rất dài mẹ và chị đã cố gắng để em không phải bận lòng bất cứ chuyện gì chỉ mong em cố gắng học hành sau này thay đổi được vận mệnh bản thân vậy mà trong lúc này em lại có suy nghĩ đó em không sợ là mẹ thất vọng sao vậy thì chúng ta có còn con đường nào khác để lựa chọn nữa đâu chị hai em thật sự không thể đứng nhìn mẹ ra đi như thế đúng là bác sĩ nói không có tiền phẫu thuật thì cơ hội sống của mẹ cũng không còn nhưng mà còn nước còn tát nếu có cách để có tiền mà lại không làm thì sau này em sẽ hối hận hơn nữa chị biết không cách thì để cho chị tìm nếu có phải đánh đổi thứ gì đó thì cũng là chị chứ không phải em em ngoan ngoãn ở yên đây đợi tin tức của mẹ cho chị Chị đi một lát sẽ quay lại ngay Có gì nhớ gọi báo cho chị biết liền có nhớ không Chị hai chị đi đâu vậy Chị đi tìm cách Em ở đây với mẹ đi Ờ chị hai Sẵn dò nói vài câu cô liền đứng lên đi ra ngoài Thật ra cô chỉ tìm một cái cớ Để không phải đối mặt với nó Đối mặt với sự dày xé trong lòng mình Cô chạy thẳng ra ngoài cổng bệnh viện Đứng khóc ngất như một đứa trẻ tại sao vận mệnh cuộc đời này lại để cho chị em cô vào con đường cùng cực khổ sở như thế bây giờ biết làm cách gì để có thể cứu được mẹ đây ba năm qua nhờ có bà tâm làm động lực cho cô phấn đấu từng ngày nếu bây giờ bà chẳng may không còn nữa thì trên đời này cô không còn một chỗ dựa tinh thần nào để an ủi nữa rồi cô giống như một đứa trẻ lạc không có nhà đi lang thang trên đường phố thanh vắng gió từ đâu bay tới gió cũng đang thấy cô đơn nên mới muốn trêu đùa ngọn cây ngọn cỏ phải không gió tạt vào làn da khô ráp đến sát buốt nó đang muốn nói gì nói rằng lòng người lạnh giá nên mới thấy nó giá lạnh hay sao ở nhà họ trịnh nam du vừa đến cửa phòng của bà nội anh chưa gõ cửa thì bên trong như đã biết được sự có mặt của anh ở ngoài này rồi giờ này cũng đã chịu về rồi đó hả mau vào đi tính khí của bà nội là như thế lần nào anh đi tiếp khách về khuya bà cũng thường đợi anh về thấy được mặt anh bà mới chịu đi ngủ thói quen này rất có hại cho sức khỏe nhưng anh đã nói nhiều lần rồi bà cũng không chịu cải thiện sao bà nội còn chưa ngủ nữa con đã nói biết bao nhiêu lần rồi con đi tiếp khách về khuya thì bà cứ ngủ trước đi huyết áp của bà vốn không ổn định vậy mà cứ thức khuya đợi con mãi bà mộc lan nghiêm mặt nhìn đứa cháu trai duy nhất sau đó vẫy tay cho anh đến gần thằng nhãi này cũng biết lo cho bà nữa đó hả? Nếu lo cho bà quá thì mau lấy vợ sinh con đi. Lúc đó con có đi về khuya cỡ nào thì cũng có vợ của con chăm sóc cho bà. Nếu lỡ bà có chết ở nhà bất đắc kỳ tử thì cũng có người biết giờ giấc mà làm đám. Bà cứ hay nói chuyện không may, bây giờ đã khuya lắm rồi, con cũng đã về nhà nên thôi bà ngủ đi. Bà đang nói chuyện vợ con nên con đừng có làng tránh được không? Nam Du này, bà năm nay cũng đã hơn 80 tuổi rồi, Tuổi này đã là cái tuổi sống nay chết mai. Ngày nào bà cũng nhắc với con chuyện cưới vợ sinh con. Mà sao con cứ làm ngơ hoài. Bà muốn trước lúc mình lũ lẫn thì còn biết mặt đứa cháu chắt của mình nữa chứ con. Đúng là ngày nào bà Mộc Lan cũng nói đến chuyện này với anh. Người ta thường nói người già thì hay lo xa. Có lẽ bà cũng vậy. Ngày nào bà cũng sợ nhiều chuyện xảy ra với mình. Không phải bà tiếc cái thân xác này mà bà chỉ tiếc sống gần hết đời người rồi mà cũng không nhìn thấy anh được trọn vẹn một gia đình và không muốn một mai mình đột ngột mất đi thì anh lại cô đơn trong căn nhà quạnh quẽ này. Thấy anh không trả lời bà lại nhẹ giọng nói tiếp. Con đừng cứ u mê không chịu tỉnh ngộ nữa. Không có mối tình nào trải qua rồi mà mình không quên được cả. Con bé Yến Nhi đó nó đã cắt đứt liên lạc với con bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ chắc nó cũng đã có chồng sinh con. Sao con Hà Tất còn phải đợi chờ nó làm gì hả? Nhắc đến cái tên Yến Nhi, lại thấy anh rũ mi xuống một chút. Cô gái này là mối tình đầu của anh những năm đại học. Sau đó cả hai cùng nhau đi du học, cùng nhau sống những ngày tháng rất vui vẻ. Nhưng bỗng một ngày cô ta lại biến mất, chỉ để lại vỏn vẹn một mảnh giấy trong hộp tủ cho anh. Em biết, anh yêu em là thật, nhưng mà gia đình em thật sự rất khó khăn. Chúng ta đã bên nhau rất nhiều năm rồi, cứ nghĩ sẽ có một cái kết thật mỹ mãn, nhưng mà xin lỗi anh, hiện tại em mới chạm tay vào ước mơ của mình thôi. Em không muốn chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, nên chúng ta tạm thời dừng lại ở đây. Một ngày nào đó nếu còn đủ duyên phận thì chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó anh vẫn còn yêu em mà, đúng không? Sự ra đi của Yến Nhi là vào chính cái lúc công ty nhà anh gặp nhiều sóng gió nhất. Chắc có lẽ công việc ở phòng kinh doanh trong một công ty khác của cô ta đòi hỏi một nhân viên phải độc thân nên cô ta lo sợ sự xuất hiện của anh kèm theo những sóng gió só của công ty nhà anh sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nên mới phải ra đi trong im lặng. Lúc đó anh cũng có điên tiết đi tìm cô ta rất nhiều một mình sống trong sự đau khổ sẵn vặt rất lâu cuối cùng anh cũng nhận ra được một sự thật có lẽ một cô gái muốn thăng tiến thì bên cạnh không nên chỉ có một người đàn ông chưa vững vàng sự nghiệp. Cho dù đã dặn lòng quên cô ta đi, nhưng mà bao nhiêu năm qua anh cũng chưa từng mở lòng để bất kỳ cô gái nào bước vào tim mình. Có lẽ hình bóng của Yến Nhi đã chiếm trọn con người anh rồi. Việc tiến xa hơn với một cô gái khác là một việc khó khăn nhất hơn cả gây sự sự nghiệp đối với anh. Từ đó về sau cái tên Yến Nhi luôn là hai chữ không được nói ra trước mặt anh. Đột nhiên lần này bà Mộc Lan lại nhắc đến, khiến lòng anh trùn lại ít nhiều. Bà nội, hôm nay làm việc cũng đủ rồi, con thấy mình hơi mệt, nội ngủ trước đi. Con về phòng tắm rửa đây. ờ thôi, con về thì cứ về phòng nghỉ ngơi. Nhớ suy nghĩ những gì bà nói đấy nhé. Anh lặng lặng trở về phòng, đi thẳng vào nhà tắm, rồi rội nước lạnh vào người cho tỉnh. Anh đã cố gắng gạt hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu sau đó tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ khác bước ra ngoài. Dù đã đi tới, đi lui và ban công mấy vòng, dù đã uống thêm vài ly rượu cho dễ ngủ, nhưng mà đôi mắt vẫn chưa có dấu hiệu muốn nhắm. Bực tức trong lòng, khiến anh lại lái xe chạy ra ngoài. Anh hạ hết tất cả cửa kính trong xe xuống, để hứng chọn được bầu không khí ảm đạm bên ngoài. Con phố càng về đêm thì càng vắng lặng, chiếc xe Rolls Royce sang trọng, mang một màu đen huyền bí như ẩn sâu vào bóng đêm, cứ thoát ẩn thoát hiện trên mọi ngõ ngách con đường ngoằn ngoèo. đúng lúc này lại thấy một bóng sáng khá quen thuộc mà mình vừa mới gặp qua. cho xe áp sát chạy gần, nhìn kỹ một chút thì phát hiện chính là cô xe ôm vừa đưa mình về lúc tối. tâm trạng đang không được tốt, lại cảm thấy muốn trêu đùa ai đó một chút, nên quyết định tấp xe vào lề rồi chạy theo sau cô. hay, lại gặp nhau nữa rồi không biết thế này có bị cô gọi là theo dõi để tán tỉnh không nhỉ? Diệu Nhi đang không có tâm trạng để đùa giỡn, nhưng mà nghe giọng nói này cô mới giật mình quay lại. Vừa nhìn thấy người đàn ông sang trọng giàu có mà lúc tối mình vừa trở về, cô lại lóe lên một suy nghĩ điên rồ trong đầu. Vậy có phải là anh đang tán tỉnh tôi không? Nam Du nhét hai tay vào túi, nhún vai một cái, sau đó nở một nụ cười xã giao. Cô đang muốn tôi có hay không tán tỉnh cô? diệu nhi nghiêm mặt nhưng đôi mắt đã rưng rưng tôi không biết anh đang có ý định gì với tôi nhưng tôi có một chuyện muốn trao đổi với anh tôi và cô cũng có chuyện để trao đổi nữa à có anh có thể mua đêm đầu tiên của tôi được không cô nói trông có vẻ rất nghiêm túc cũng không có ý hối hận nam dù không hiểu cô gái này đã xảy ra chuyện gì nhưng mà lại khiến cho anh có chút cảm giác không tốt về cô tôi thấy cô là một cô gái cũng không tệ Lúc nãy còn không chịu lấy tiền thừa tôi cho, mà bây giờ lại đề cập đến chuyện lên giường với tôi để lấy tiền. Đúng, tôi là vậy đó. Anh nhìn tôi tầm thường thế thôi, nhưng chuyện đó vẫn chưa cùng ai bao giờ. Nếu anh có hứng thú thì có thể mua đêm đầu của tôi được không? Anh nhào đôi mắt phượng dài nhìn cô, không ngờ một cô gái mà anh cho là biết tự trọng và không ham vật chất, nhanh như thế đã biến thành một con người mà anh ghét. Lúc này nụ cười trên môi anh đã không còn thiệt ý như ban đầu. Anh nhìn cô mà lòng đầy sự khinh ghét. Một đêm của cô thì đáng ra bao nhiêu tiền? 200 triệu. Nghe số tiền mà anh phỉ cười. Chỉ một đêm mà cô đòi 200 triệu thì có quá lắm không? Nếu là gái ngành chuyên nghiệp kỹ năng thuộc dạng thượng thừa thì cũng chỉ được một phần 10 con số đó thôi. Đây không phải là một đêm bình thường. Đó là đêm đầu tiên của tôi, là thứ quý giá nhất của tôi. Ý cô nói là một màng mỏng đó trị giá 200 triệu. Đúng. Nam Du cười khẩy một cái. Nói một cách thanh cao thì cô đang dùng sức lực kiếm tiền. Nhưng mà nói theo cách hạ đẳng thì là dâng hiến chỉ để có được tiền. Đối diện với câu nói đầy khinh bỉ và mỉa mai của Nam Du, cô chỉ biết ngậm ngùi đứng đó cắn chặt môi. Lòng tự tôn ai mà không có. Nhưng mà ngay khoảnh khắc này đây, tiền đối với cô còn quan trọng hơn cả mạng sống huống hồ gì là một chút sự tự tôn còn con. Anh muốn nghĩ sao cũng được, tôi chỉ muốn có được thứ mình muốn. Còn về phần anh nghĩ thế nào là tùy anh. Cô lại dứt khoát nói không hối hận, Nam Du lại có ý muốn dạy cho cô một bài học, thế nào là ham tiền tài, nên hất mặt một cái. Thành giao, lên xe đi. Anh quay lư lên xe, Diệu như nhìn theo bóng anh dứt khoát mà lòng nặng trĩu. Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy? dám nghĩ, dám nói, nhưng liệu có can đảm dám làm hay không đây? Diệu Linh dối bời đi đi lại lại ở trước phòng cấp cứu, đang trông ngóng không biết chị mình đi đâu, thì điện thoại chợt reo lên. Alo, Diệu Linh, chị hai em đâu? Anh gọi cô ấy từ nãy đến giờ không được. Anh, là anh Thế Vũ hả? Ừ, em không lưu số điện thoại của anh à? Dạ, anh thông cảm. Chị hai không cho em lưu số liên hệ của người khác giới cho nên... Cô ấy vốn khó tính, Thôi bỏ qua chuyện đó đi Chị hai em đâu rồi Nói đến đây giọng Diệu Linh lại trở nên oan uất Nó cố gắng giấu đi tiếng nấc nghẹn Nhưng vô tình lại để Thế Vũ nhận ra điều bất thường Chị, chị hai em Chị ấy đi đâu em cũng không biết Diệu Linh có chuyện gì vậy Có phải mẹ em lại bệnh rồi không Cô ấy lại lo bận đi kiếm tiền Nên không có thời gian để ý điện thoại phải không Thế Vũ có lẽ là người dưng Lại hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cô nhất anh là người theo đuổi cũng chấp nhận trồng cây si trong thế giới của Diệu Nhi suốt bao năm rồi mà bị Thế Vũ đoán chúng, Diệu Linh liền ỏa lên khóc. Anh Thế Vũ đúng là mẹ em lại phát bệnh rồi, nhưng mà lần này nặng lắm, đã cấp cứu từ nãy đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy trở ra. Thế Vũ lo lắng với một vẻ đầy sốt sáng. Vậy sao em đừng hoảng? Mau nhắn cho anh địa chỉ bệnh viện, anh sẽ đến đó ngay. Dạ dạ, anh đến đây nhanh nha ba tiếng đồng hồ trôi qua tại một căn phòng cao cấp của khách sạn golden dưới mặt sàn lạnh ngắt mùi xạ hương là vài mảnh quần áo rơi văng vụn một ánh đèn màu vàng nhạt duy nhất đang phản chiếu lên hai con người mình trần đang phơi bày sự thanh thiên họ như đã trải qua một trận kích tỉnh mãnh liệt lắm trên giường hỗn loạn dưới nền nhầy nhụa lấm lem thân thể người con gái như đã bị nhỏ nát ngọc thể đã hẳn sâu những nếp roi quất vào da, những vệt bầm tím xanh tím đỏ lộ trên lớp da trắng muốt, đầu tóc rối bời, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Chiếc chăn bên trên cũng chỉ được che những điểm nhạy cảm, còn phần vai thon nõn nà, phần đùi đến chân đều được phơi hết ra bên ngoài. Người đàn ông bên cạnh vậy mà lại còn đầy năng lượng. Hành sự xong xuôi anh vén chăn đứng dậy, đi thẳng đến bật tất cả đèn trong phòng sáng lên. Diệu Nhi bị cái thứ ánh sáng hiển nhiên đó làm cho thần hồn suýt chút bay đi. Cô vội vơ lấy gối chăn sửa cửa quạng quấn kín thân mình. Nét mặt bây giờ đã bơ phờ lại đầy vẻ hoang mang nhìn người đàn ông vừa mua đời con gái của mình. Anh làm gì vậy? Sao lại mở đèn lên hết? Nam Du đã kịp quấn cái khăn bông ngang hông từ bao giờ. Anh nhìn cô đầy thản nhiên nếu không nói là có tám phần khinh bỉ. Lúc nãy tối quá tôi lo cô không nhìn rõ bây giờ sáng lên rồi Cô cũng nên ngồi dậy nhìn chiến tích bẩn thỉu của mình đi Anh nói cái gì? Ngồi dậy đi Ngồi dậy để có được thứ cô muốn đây Anh vẫn giữ nét nửa cười nửa khinh đó rắn chặt vào cô Lúc này thân thể đã xã rời Phần thân dưới như bị sách ra làm hai Nhưng cô vẫn nghe lời ngồi dậy Nam Du rời bước đi đến bàn trà trong phòng Anh nhàn nhã mở điện thoại lên rồi nói Có dùng tài khoản không? diệu nhi bặm môi có đọc đi tôi chuyển khoản cô lại nghe lời sau khi nhận được số tiền cô mong muốn nam dù không nhìn cô thêm một lần mà đi thẳng vào nhà tắm diệu nhi lúc này nhìn lại bản thân nhơ nhuốc của mình mắt cô lại cay nhiều hơn khi vệt máu đỏ ửng kia đang in sâu trên tấm ga trắng tinh giải dúng đúng là quá giải dúng không ngờ kẻ nghèo mà biết thanh cao giữ mình như cô mà lại có ngày làm ra những chuyện sơ bẩn thế này. Lát sau, Nam Du khi đã tắm rửa mặc lại quần áo chỉn chu, anh vẫn không ngó ngàng gì đến cô. Đã vậy trước khi rời đi, anh còn cầm số tiền mặt có trong ví, ném lên đùi cô. Có trời có chịu, tôi đưa cô đến nhưng bây giờ tôi không rảnh. Tiền mặt nhiều tôi không có, nhưng tiền cho cô về taxi thì tôi thừa, cầm lấy đi. Chỗ đó còn dư để cô đi thêm vài chuyến nữa đấy. Lần sau cô đến mấy chỗ này nữa thì cũng nên đi taxi chứ đừng có đi chiếc xe máy cả tàng đó của cô biết không? Đại gia mà thấy sẽ ép giá cô đó. Anh khỏi cảm ơn. Trung quy lại thì ăn bánh kiểu gì cũng phải trả tiền. Tiền thì cũng có tiền giao kèo, tiền bo nữa, có đúng không? Ban đầu cứ tưởng cô là người thanh cao, chính trực. Nào ngờ cũng chỉ như vậy. Dứt câu, Nam Du rời đi khỏi. Diệu Nhi lúc nãy im lặng không nói tiếng nào là vì khóe môi đã sớm bị cắn chặt. Nếu là bình thường thì chắc chắn cô sẽ dạy cho anh ta một bài học để biết tôn trọng người khác là thế nào. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cô không thể. Bởi vì thứ cô cần là tiền. Lúc này chỉ cần có tiền thì cô mặc kệ anh có muốn lăng mạ thế nào thì tùy. Cầm những đồng tiền anh vứt lại trên giường mà sang hàm nghiến chặt. Nhịn, muốn cứu người sinh ra mình thì ngoài nhẫn ra còn phải cố nhịn nhục. Ở bệnh viện, Thế Vũ tức tốc chạy đến bệnh viện. Vừa đến chỗ Diệu Linh anh ta đã vội chất vấn. Diệu Linh, bác gái sao rồi? Diệu Linh khóc không nên lời. Bác sĩ nói tạm thời mẹ đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà tim của mẹ thì không thể không ghép. Nếu phải ngày tới mẹ mệt lên nữa mà vẫn không phẫu thuật, thì có lẽ mẹ sẽ không trụ được nữa. Nghiêm trọng đến vậy rồi sao? Vậy thì đồng ý phẫu thuật là được mà. Diệu Linh ngừng đôi mắt đã đỏ au lên nhìn thấy Vũ. Ký giấy phẫu thuật cho mẹ thì dễ, nhưng mà chi phí để trả thì không dễ chút nào Chị em của em tìm đâu ra mấy trăm triệu để phẫu thuật cho mẹ đây Em thật sự không biết phải tính sao nữa đây Nói rồi Diệu Linh lại ôm mặt khóc nấc lên từng cơn Thế Vũ quá hiểu tình cảnh của hai chị em Nên cũng xót xa không kém Anh ta nóng lòng muốn giúp đỡ một chút gánh nặng cho người thương Nên bèn làm liều gọi cho ba mình ngay lúc nửa đêm Nửa đêm rồi còn gọi có chuyện gì không? đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã khó chịu lên tiếng, ông Phúc vốn khó tính, ấy vậy mà bị làm phiền thế này nên càng khó chịu. Huống hồ con ông nuôi nên ông biết rõ, thế Vũ mà gọi giờ này thì ắt không có chuyện đơn giản. "Ba, xin lỗi vì gọi làm phiền ba giờ này, nhưng mà con đang có chuyện gấp cần ba giúp đỡ. Ba có thể cho con mượn một số tiền được không? Con mượn rồi con sẽ trả, bất quá con làm 6 tháng không lương thì cũng đủ để trả cho ba mà." Cần tiền làm gì mà muốn mượn đến 6 tháng lương Con muốn đầu tư vào một số chuyện Nên rất cần số tiền đó ngay bây giờ Ba có thể im ngay Có phải mày muốn mượn tiền cho con nhỏ Diệu Nhi đó không Ta đã nói biết bao nhiêu lần Là không được qua lại với con nhỏ đó Nó không có xuất thân tốt lành Mày nhìn xem nó có chỗ nào giống con gái không Mà cứ bám vào Mày luôn nói tốt cho nó để qua mặt tao Bây giờ thì lòi đuôi rồi đó phải không Muốn bòn rút tiền của mày rồi đúng không ông phúc biết con trai mê muội một cô gái không có tương lai nên rất tức giận dù đã nhiều lần cấm cản nhưng thế vũ vẫn chấp mê bất ngộ nên càng khiến ông ghét cay ghét đắng diệu nhi nhưng thế vũ lạnh khác anh ta không những không bỏ cuộc mà còn rất nhiều lần cãi lại ba mình bà không được nói cô ấy như thế không ai bỏ rút tiền của con hết chỉ là mẹ cô ấy đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc nên con buộc phải giúp cô ấy thôi dù sao con cũng không xin con đang mượn ba mà Mặc kệ mày là lý do gì tao cũng không cho một xu Cái công ty thực phẩm của tao chỉ là một công ty nhỏ Tao không đủ sức hái ra tiền cho mày đem đi đầu tư vào mấy cái chuyện vô bổ đó Giúp người là chuyện của thánh nhân Cứu người là chuyện của bác sĩ Tao không có nghĩa vụ đó Ông Phúc tức giận đùng đùng Vừa hét lên vài câu cực kỳ chói tai thì cúp máy Thế Vũ nhìn điện thoại đã tắt ngỏm mà thở dài đầy thất vọng Lúc khốn khó này anh ta biết đi đâu để có tiền giúp cô đây đúng lúc này đằng sau lưng anh ta đã vang vọng lại giọng nói của diệu nhi Thấy vũ xoay người đã thấy cô trong tầm mắt mừng như bắt được vàng khi thấy cô vẫn an toàn trong tầm mắt anh ta vội chạy lại nhưng cô lại chỉ lo chuyện của mẹ mình diệu linh mẹ sao rồi chị hai đi đâu mà lâu quá vậy em ở một mình ở đây mà sợ chết khiếp thấy em gái run sẩy cô vội ôm nó vào lòng rồi vuốt ve không sao đâu chị về rồi Chị hai không bỏ mẹ không bỏ em đâu mà Sao rồi bác sĩ nói mẹ thế nào rồi Diệu Linh thút thít Mẹ bắt buộc phải phẫu thuật đó chị hai Chúng ta không có tiền Thì mẹ chết chắc rồi Vậy thì phẫu thuật thôi Bây giờ chúng ta đi gặp bác sĩ Diệu Linh nghe xong mà bất ngờ buông cô ra Ánh mắt nó cũng tròn xe để kinh ngạc Chị không đùa em đấy chứ Chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi mà Chị kiếm đâu ra nhiều tiền vậy hả Chuyện này chị nói em nghe xong chúng ta mau cứu mẹ trước đi được không thế vũ kế bên cũng kinh ngạc không kém vô tình ngay lúc này anh ta lại nhìn thấy vài vệt đỏ rải rác trên khắp cổ cô mà thất thần không tin nếu cánh tay cô đứng lại đối diện mình thế vũ cẩn trọng lên tiếng để khó khăn diệu nhi em kiếm tiền bằng cách gì vậy có phải em đó là chuyện của tôi anh buông tay cho tôi đi làm thủ tục phẫu thuật cho mẹ diệu nhi lạnh lùng hất tay anh ta rồi đi khỏi Thật ra bình thường cô cũng rất nhẹ nhàng với Thế Vũ. Nhưng hôm nay tình thế cấp bách. Cô chỉ một lòng muốn mẹ được bình an nên không nghĩ đến chuyện mình có đang làm tổn thương ai hay không. Thế Vũ đứng chết chân nhìn cô rời khỏi tầm mắt mà thấy lòng mình đang bị nhào nát. Diệu Nhi, em bán mình đổi lấy tiền sao? Thế Vũ đau lòng, anh ta cảm nhận được mình sắp đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm. Cảm giác ấy hụt hẫng, chơi vơi lại bất lực khi bản thân không thể làm gì khác hơn là cố gắng cố chấp bên cạnh ai đó. Có tiền rồi, ca phẫu thuật của bà Tâm cũng sớm được lên phác đồ. Ngồi trong phòng chờ, cảm giác lạnh lẽo của máy điều hòa làm Diệu Nhi thấy đặc biệt lạnh hơn. Cảm giác da thịt mỏng manh phơi trần nơi đầy ánh sáng chói lọi đó khiến cô ám ảnh. Ánh mắt khinh bỉ, câu nói đầy sát thương của ai đó cũng khiến lòng cô cồn cào đến chảy xước. Hối hận không? Không, con đường là cô chọn, mẹ chỉ có một. Cô không có quyền quay đầu hối hận. Dù gì cũng chỉ một lần. Có đau, có tủ nhục thế nào cũng phải cắn răng. Vì bên cạnh cô còn có đứa em gái tương lai đang trên đà sán lạn. Tại nhà họ trịnh, dù là trời đã vào quá đêm, nhưng người lớn tuổi nhất vẫn chưa chịu đi ngủ. Bà Mộc Lan đang nằm thiêm thiếp trên giường, nhưng miệng lại đang chất vấn người đứng cúi đầu cạnh bên. Sao rồi? Nó đã đi đâu? dạ thưa bà chủ cậu chủ vừa bước từ khách sạn ra trước đó cậu ấy đã vào đó cùng một cô gái bà mộc lan nghe thế liền không hài lòng ngồi dậy đi khách sạn với con gái nó có thói quen trăng hoa như thế từ lúc nào mà tôi không biết vậy dạ cái này thì tôi cũng không rõ lắm hình như đây là lần đầu tiên cậu ấy vào đó cùng một cô gái lúc trước qua vào khách sạn thì cũng là thu xếp cho một vài vị khách hàng có tính trăng hoa nhưng mà lần này thì là chính cậu chủ ạ Vậy thì điều tra cô gái đó cho tôi Từ xuất thân, hoàn cảnh, tính nết đến trình độ Tất cả tôi phải đều được biết Tôi cũng muốn xem thử cô ta là ai Mà lại dám leo lên người cháu trai của tôi Dạ bà chủ Diệu Linh mất ngủ một đêm Lại thêm mấy phen hú vía Nên tờ mờ sáng đã ngủ lịm trên sãy ghế chờ Diệu Nhi đắp cái áo khoác lên cho nó Rồi một mình bần thần xuống phía căn tin bệnh viện Em đi đâu vậy? thế vũ cũng thức xuyên đêm với cô đến khi bà tâm được đẩy vào phòng phẫu thuật anh ta cũng không chịu đi về cứ nhất quyết muốn ở lại diệu nhi từ khi quay về thì lãnh đạm ít nói đi nhiều tâm tư cô chôn giấu dường như đã bị thế vũ nhìn ra thấu cô muốn giấu cũng không giấu được diệu linh chắc đói rồi tôi xuống mua chút đồ ăn nước uống cho nó em cũng mệt rồi em ở đây với diệu linh đi để anh thế vũ không nhìn thẳng cô như trước anh nói rồi cũng đi lướt qua ngay nhưng cô lại lên tiếng anh không cần đối tốt với chị em tôi như thế không đáng đâu thế vũ dừng chân cũng quay đầu anh ta dùng ánh mắt xót thương nhìn cô ấm ức sao lại không đáng yêu mà cũng phải tính là đáng hay không à tôi không yêu ai cũng không xứng lại càng không nghĩ sẽ yêu anh về đi nếu không ba anh sẽ tức giận diệu nhi có phải vì ba anh luôn nặng lời với em nên em mới lại nhạt với anh thế không? cô buồn bã lắc đầu. không, tôi chỉ đơn giản muốn sống một mình, muốn dành sự chăm sóc trai trở tốt nhất cho người thân của tôi. thế vũ bây giờ đôi mắt đỏ ngầu, anh ta từng khóc vì cô rất nhiều lần, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta để lộ những giọt nước mắt đó trước mặt cô. anh ta nhẹ nhàng bước đi tới, tay muốn chạm vào vai cô, nhưng đối diện với nó cô lại thụt lùi tránh né em có thể đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy được không? Em vốn chỉ có nơi để nương tựa, có nơi để nhờ cậy mà. Là anh sao? Không, tôi có thể tự lo liệu được. Anh về đi. Cô thu ánh mắt rồi bước đi qua anh ta. Đến lúc này rồi, những lời trong đáy tim Thế Vũ đã định chôn giống từ tối qua, nay lại phải thốt lên. Có phải tối qua em tìm đến người đàn ông khác, dùng thân đổi tiền không? Câu nói này làm cô giật mình, Rõ ràng cô đã cố tình kéo áo cao lên để che bớt những vết ám muội rồi nhưng sao lại? Cô thoáng nhìn sang Diệu Linh, vận may là nó chưa thức giấc. Cô cắn chặt hàm sau đó kéo tay Thế Vũ ra ngoài ban công nổi giận. Anh có biết mình đang nói gì không? Diệu Linh đang ở đó. Anh muốn nó nghe thấy mấy lời không hay ho này sao? Vậy là đúng rồi phải không? Tối qua em đã... Vậy thì sao? Đó là chuyện của tôi. Anh đừng quan tâm nữa. Anh làm ơn đi về đi. Lần này cô bước qua khỏi anh ta mà không cần nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Cô thừa biết tình cảm mà anh ta bao nhiêu năm qua dành cho mình. Nhưng mà tình trạng của cô thật sự không thể làm khổ thêm một ai. Huống hồ gì anh ta chỉ có một người ba duy nhất. Nếu cứ chống đối để được ở bên cô, thì há chẳng phải cô là kẻ gián tiếp gây ra tội lỗi bất hiếu cho anh ta hay sao? Thời gian cứ lặng lặng trôi qua gần 2 tháng Bà Tâm sau ca phẫu thuật may mắn cũng hồi phục rất tốt. Có điều gánh nặng về tiền bạc thuốc thang lẫn đổ tầm bổ cho bà, khiến Diệu Nhi càng thêm gầy hao. Cô bây giờ làm việc quần quật vào ban ngày, ở tất cả những nơi cần nhân viên làm theo giờ. Tôi đến chưa kịp ăn uống, là đã chạy xe đến trước cửa quán bar, như thói quen để chạy xe ôm. Không cần biết khổ cực thế nào, cô chưa bao giờ muốn từ bỏ những gánh nặng mà mình đang mang. Nhưng mà những người tốt thường không gặp điều may mắn Và cô chính là điều ví dụ Đêm hôm nay Nam Du lại tiếp khách tại quán bà quen thuộc Lúc đến nơi anh cũng đã thấy cô đậu xe ở chỗ cũ Nơi mà lần đầu anh gặp Nhưng có điều anh không chú ý tới Mà chỉ vô tình chạm mắt rồi bỏ đi ngay Cô không nhìn thấy anh Vì mải mê tìm những cuốc xe trên điện thoại Nhưng mà hôm nay cũng lạ quá Từ đầu hôm đến giờ cô cũng không nhận được cuốc xe nào cả đang ngồi buồn rười rượi vì chưa kiếm được tiền. Chú xe ôm ngồi bên cạnh thấy cô buồn cũng bèn ủi an. Con gái, sao mà ngồi ủ rũ quá vậy hay là đói bụng à? Hôm nay không có mang theo đồ ăn sao? Dạ không chú, chắc tại từ nãy đến giờ con chưa chạy được chuyến nào cho nên có chút thất vọng. Bây giờ chưa có thì một lát nữa có. Ông trời không phụ lòng mấy người nghèo như chúng ta đâu. Con không mang theo đồ ăn hả? Này, để chú cho con cái bánh khoai mỡ mà vợ chú làm cho chú lúc chiều. Chú vừa nói vừa lấy ra cái hộp giữ nhiệt treo trên xe rồi mở ra. Lúc này cô vẫn chưa cảm nhận được gì, cho đến khi chú rúi vào tay cô cái bánh khoai mỡ. Con ăn đi, vợ chú làm bánh ngon lắm. Cô ấy sợ để lâu sẽ nguội không ngon, cho nên còn bỏ vô cái hộp giữ nhiệt này nữa. Chú cho con rồi thì sao chú đủ ăn? Có một cái bánh nhỏ xíu thôi mà, làm sao nói đủ với không đủ cho được. Thôi con đừng khách sáo, cứ ăn đi, không sao đâu dạ vậy con cảm ơn cô chú nhiều nói rồi cô cũng đưa miếng bánh lên miệng nhưng mà chưa kịp cắn thì lại nghe cái mùi gắt của dầu chiên bỗng một cơn buồn nôn từ bụng cứ dội lên không ngừng cô ngại với chú nhưng cũng không kìm được nên vội chạy ra một xó để nôn thốc nôn tháo không hiểu sao dạo này cô cứ khó chịu như thế người thì ngày càng ốm yếu xanh xao biết mình đi làm nhiều cô cũng đã cố gắng giữ gìn sức khỏe cố gắng ăn uống đều đặn nhưng mà vẫn không ăn thua đồ ăn tám món đưa tới miệng thì hết bảy món bị nôn ra hết một lát sau khi cơn khó chịu đã qua đi cô cầm theo cái bánh khoai mỡ đi lại ngồi trên chiếc xe mình mà nhìn chú ái ngại xin lỗi chú dạo này bụng dạ con không tốt cho nên mới như thế thôi con không có ý nói đồ ăn của cô khó ăn hay gì đâu tưởng chú sẽ thất vọng hay tức giận nhưng mà trái lại với suy nghĩ của cô thì chú cười hiền rồi nhìn cô lo lắng diệu nhi có phải con đã có gia đình rồi nhưng mà phải ra đường làm việc thế này nên ngại không dám nói với mọi người không nghe chú hỏi mà cô thoáng ngạc nhiên dạ đâu có con vẫn chưa có gia đình mà sao chú nói vậy chú vẫn nghĩ cô ngại ngùng nên mới ghé đầu nói nhỏ này con đừng có giấu chú có chồng thì nói có chồng chứ có sao đâu chú thấy là con đang có thai rồi đó hồi lúc vợ chú mang bầu cũng có tình trạng y như con đến nỗi mùi của cơm trắng mà bốc vào mũi cũng khiến bái buồn nôn như thế đấy. Mà chú thấy sau này sức khỏe của con, dáng dấp của con cũng có chút thay đổi. Con chạy xe ở đây mấy năm rồi, chú nhìn là biết ngay. Câu nói của chú như tia sét đánh ập vào tâm trí của cô. Vậy mà tại sao cô không nhận ra cơ thể mình đang thay đổi chứ? Có thai sao? Bao nhiêu lâu rồi ngày rụng dâu của cô vẫn chưa có? Tại sao cô lại bận bịu đến nỗi quên mất bản thân mình thế này? Suy nghĩ đó vừa nhiễm vào não đã khiến cô lắc đầu nguầy nguậy, không thể nào, chỉ mới một lần, cô không thể có con với người ta được. Có lẽ chú nhìn lầm rồi, con vẫn chưa có chồng thì làm sao lại có thai. Không thể nào, chú thấy. Dạ thôi, đột nhiên con nhớ phải mua một chút đồ ăn cho mẹ nên con về trước đây ạ. À. Không phải cô muốn cắt ngang câu nói của chú, nhưng mà tin này quá động trời đối với cô nên trước mắt không thể chấp nhận được. Tại sao lại có thai? Cô còn biết bao nhiêu việc cần phải lo nữa mà. Nếu thật sự cô có đứa bé này thì có lẽ cũng không được quyền giữ lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình như mộng của tác giả Trần Thúy Hằng để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.